Tôi ước là họ cho dùng để tiêm lâu nhưng mà con thấy không được, cái là con bỏ. Cái da đừng có tôi khổ quá mà. Nó có đơn giản như dễ rửa thôi. Hồi trước giờ đã đi da liễu rồi phải chưa đâu. Không có thấy đâu. Đừng có nói là retinol nghe, nó lây còn ghê ông nội nữa. Chợ là không còn chỗ mua để nấu nữa trơn. Tức ghê nghe chưa. Hắn mà thấy mà đẩy lên dục bà đó, ai nặng hắn cũng quan tâm. Trời ơi, nghĩ đi. Bé này cũng đã da liễu cũng nhiều rồi, uống thuốc cũng nhiều rồi mà hồi trước mình cũng đã nói rồi mà ra. Có mấy con chứ mấy mà răng dùng xong rồi răng mà ta nói nhìn vô mà cách đây 2-3 tuần làm sao mà em lấy, mà em sốc rồi em lấy xong rồi em bên khách em nói thằng lấy tiếp luôn, chị không thể lấy nổi nhiều như đi chị, mà không có đỏ bằng hồi trước là trắng thôi, còn bây giờ là đỏ luôn, giờ em thấy đỏ sưng mủ. À, em coi vẫn hư luôn cái mặt bé luôn mấy nghe, không phải cái gì mình người ta dùng được là mình dùng được. Ôi, đâu nha. Lần trước em nhắn cho công nhân, em kêu là nhân nói với mẹ của bé chứ già bé mình tệ lắm luôn nữa. Chứ tình hình đi là không có ổn. Nhân kêu đi đó nhân. Phải nói mẹ là kinh nghiệm nha, kinh nghiệm là nhiều hơn chứ không phải là mình đi bác sĩ mà hết đâu nghe. Mẹ là dược sĩ phải không? Nên là thường thường hay cái theo cái thuốc đồ nó mà không hiểu rõ về mụn á, phải hiểu rõ về mụn. Trời tội gì rồi đâu chị, trời bị chết rồi, hư hết cái mặt rồi, buồn quá. Trời. Mẹ có nói gì không? Mẹ em cứ kêu đỡ nhưng mà không biết đỡ. Đỡ cái gì mà đỡ? Không còn cái chỗ mô mà không nổi nữa luôn á. Giờ chờ đang dùng chi? Chờ vẫn dùng mà. Ngưng chưa? Thôi ngưng dùm cái hị. Chứ không còn chi để là gì lo không nặng luôn đó nghe, tự đi xử luôn đó. Chứ không phải là mình, chứ mình như đây mình mệt đó, điều trị mà nó không thấy tẩu lắm nữa nè. Cục mụn đi luôn đi. Thôi. Đi luôn giùm cái. Người ta cầu trời đi luôn. Người mà cố chấp là không bao giờ chị làm được đâu. Không phải, ý là mình cơ bản là mình giải thích mình rất là thương nó, mình nó hết sức hết mình nhưng mà nó phụ quá công sức của mình, đâu phải là vì tiền mình làm đâu mà nó giống như là mình kiểu giống như là mình cần nó để làm tiền, để đi qua chỗ khác làm đi mày. Mà hắn cứ nghĩ là mình làm giống như là mình làm để mình dụ hắn đi. Dụ hắn này răng. Nên là chị không thích những người đó. Thôi để đi làm chỗ khác rồi mới biết được. Làm chị mà không làm được nữa thì thôi. Mụn chỉ có phải là chịu đau chịu đớn ri đây, chưa nói là dùng đúng đồ nữa.
bé này mà dùng không mà dùng miết như đây là chị Loan cũng không nặng luôn đâu nghe. Tại vì em biết rằng không, em nặng như đây miết là hư cái da của em luôn, hiểu không? Dùng mà đúng đồ, dùng đúng đồ hư trơn da. Không phải là cái gì bên thuốc, bên liễu, bên thuốc tây cũng tốt đâu nghe. Nhiều người cũng banh mặt rỗ hết mặt là cũng vì thế đó. Vì mụn lan không nặng á, bên da liễu đâu có nặng bao nhiêu đâu. Cái là thành ra để cái hoại tử trơn nữa đó. Con bé này á, nói mẹ mua bình serum á. Nếu mà thật sự muốn tốt thì mua bình serum đi. Ha. Mẹ là qua đây luôn, đừng có đi đâu hết á. Mẹ có xíu nữa có tới đây không? Có. Rồi để đó. Gặp ta rồi ta nói chứ. Bắt ổn. Không, tại vì là chị nó là chị gặp chị là chị sẽ nói và là bà hiểu. Còn mình nói về bé về nói lại. Ừ, nó sẽ khác á. Để nói là hiểu là vấn đề là mụn nó như thế nào. Mẹ tới chợ cái mẹ vô trong nha. Cô tư vấn. Ừ, nói. Không, bà thương bé con lắm, chù lo lắm. Ừ. Nhưng mà kiểu như là ý là muốn tốt cho con, là muốn kiểu như những cái gì thấy họ retinol đi đồ đồ kìa. Dũng ấy chắc là cái nghe rồi cái đi đúng không? Bé. Thằng câu cái chị nói là chị nói chị mua đồ cũng chục năm hơn rồi đó. Cái thằng mua bao tay á. Nhà là bỏ bao tay ở đấy nè. Nhà mẹ tiệm thuốc tây Trường Sinh á. Mà nhà nó đó, ở nhà có retinol nó chỉ mới ra là dùng hết. Mà đi thằng mụn là không ấy. Mà chịu đâu được. Mà ông dễ thương chứ gì? Tính cũng dễ thương. Mình dễ sợ là ra. Trời ông nói xí mà ông gọi cho miền. Trời ơi, miền nữa mà đập tá lên xí này cắt thiệt ai gái mua đây luôn. Ghê lắm. Ghê rồi hả? Nói ghê lắm. Ừ. Cho chị cái bông khô ơi. Không, nhưng mà ý là em hiểu họ thích cái nếu mà con gái mà chuyện kiểu có duyên á kìa. Là thiệt thương hay là họ hay thay để đến năm mà sống nhưng mà chuyện có duyên. Nè, lỗ chân lông cũng có ấy. Cái này mà càng dùng là càng chết chứ không phải là có người hợp người không bé nè. Có người hợp thì không chi. Mà da mụn họ đâu có ai cho dùng retinol đâu. Da mụn thật ra không được dùng. Thật ra bác sĩ họ đâu có hiểu. Cứ nghe nghe rồi thôi rồi bầu vô. Không có kinh nghiệm mình răng mà biết được. Hồi trước hết rồi mà bé Hì. Trị gì lo hết trơn à. Trị đang trị yên, đang ngon, đang lành. Tự nhiên răng mà đổi ra. Bé. Tự nhiên mẹ cho đi nữa đó. Mẹ dễ thương ghê. Thương đi là không thương, muốn bắt rồi này. Tưởng thấy thử thấy khó thở lắm chứ bạn ơi. Tại em không run không được. Nhà nằm cũng lâu dài nhỉ. Tôi phải tôi đã đổi người qua nằm rồi mà. Hỏi hỏi ông bé còn sức thì không thôi. Ôi chịu đau được rồi mà. Mẹ hại con rồi. Lũ nhầm người cũng to cả đó.
Để sẽ đưa video đi cho mẹ xem. Nó luôn luôn bẻ đi rò ra với mình. Ừ. Ủa là thịt thơ. Thịt thơ. Vô là làm thịt thơ. Kiểu lẻ kìa. Cái máu màu kiểu máu ăn chơi á.